cái siêu âm Doppler này mặc dù nó cũng không có phức tạp lắm về cái mặt kỹ thuật, nó không có khó khăn về chuyện cắt là theo những cái mạch máu nó phức tạp. Tuy nhiên là nó sẽ có đòi hỏi một số cái yếu tố về kỹ thuật, các chị phải biết nắm được cái đó thì các chị mới làm đúng được. Còn không, nếu không thì sẽ đo cho ra những cái giá trị, những cái kết quả nó sẽ không có phù hợp. Và các chị sẽ cũng không biết chọn cái chỉ số nào hay là những cái gì, mà cũng không thể nói cho anh chị một số cái khái niệm về cái những cái chỉ số mà mình sử dụng trong cái Doppler. Thì để khi các anh chị ứng dụng, các chị sẽ hiểu hơn và làm đúng hơn ha. Thì đầu tiên nói sơ cho anh chị về cái tổng quan của Doppler. Thì Doppler là hiện tượng Doppler thì được Tristan Doppler phát hiện vào năm 1842. Thì dựa trên cái sự quan sát của ngôi sao, thì khi mà cái ngôi sao mà nó tiến gần đến nó tiến gần trái đất thì nó sẽ tạo ra cái ánh sáng màu xanh, còn khi đi xa thì nó sẽ tạo ra cái ánh sáng màu đỏ. Và cũng giống như vậy thì cái hiện tượng Doppler nó cũng thể hiện qua cái chuyện mà cái âm thanh, khi mà cái âm thanh tiến đến gần thì nó sẽ cái tần số nó sẽ cao hơn, còn tiến từ tiến ra xa thì nó tần số nó sẽ thấp hơn. Thì như là hiện tượng Doppler và những cái hiện tượng này nó được ứng dụng trong rất là nhiều cái ngành khác nhau. Trong đó thì cái ngành y thì được ứng dụng vào năm 1959, được sử dụng trong cái lĩnh vực tim mạch. Sau đó thì tác giả của Nhật, vật lý của Nhật đó, thì đã ứng dụng nó vào trong những cái siêu âm tim mạch, siêu âm về cái bánh nhau di rốn. Và bắt đầu từ những năm 80 thì siêu Doppler sẽ được ứng dụng trong những cái đánh giá của cái tử cung và bánh nhau. Thì Doppler trong trong về cơ bản thì nó có một số cái loại Doppler. Hiện tại nó có nhiều cái loại Doppler khác, chủ yếu nó cũng dựa trên những cái nguyên lý của Doppler này, nhưng mà nó sẽ phát triển hơn, nó tăng độ nhạy rồi tăng cái khả năng hiển thị. Nói chung là nó có nhiều cái tính năng khác hơn. Tuy nhiên về cơ bản thì có những cái loại Doppler các chị cần biết. Thì có cái Doppler liên tục. Cái Doppler liên tục này thì là một cái loại Doppler mà giúp cho nó có hai đầu dò, là một đầu dò phát, một cái tinh thể phát, một tinh thể nhận. Vì vậy nó có thể phát ra cái tín hiệu liên tục, một cái phát cái nhận nên tín hiệu liên tục. Chính vì vậy nó phát ra liên tục vậy thì nó sẽ cho một cái dòng chảy phát hiện được, mình sẽ không có, nó sẽ không có bị những cái hiện tượng nhiễu, không bị hiện tượng nó sẽ bắt được những cái dòng chảy với tốc độ rất là cao. Và tuy nhiên mình sẽ không chọn lọc ghi được vào một vùng, mình chỉ ghi trên cái vận tốc cao nhất trên cái dòng chảy đó thôi. Doppler xung thì nó khác hơn, nó sẽ dựa trên nó chỉ có một đầu dò là phát ra nghỉ ra. Vì vậy cho nên nó có thể đánh giá được trên một cái vị trí mà mình cần xác định. Và cái Doppler này cũng là cái Doppler mà mình sẽ ứng dụng trong sản khoa. Doppler liên tục thì thường mình sẽ không ứng dụng trong sản khoa nhiều, nó ứng dụng nhiều trên mặt, trong nhiều cái số đo mạch máu. Và tuy nhiên cái Doppler xung này thì nó lại phụ thuộc vào cái góc của cái Doppler, và nó phụ thuộc vào độ sâu của Doppler. Vì vậy và nó cho nó cái giới hạn là cái chỉ có một cái đầu dò mà phát cái đầu dò này, một chung một cái tinh thể phát ý nghĩa, cho nên cái việc nó thu nhận vào Doppler nó sẽ, nếu mà cái đối vận tốc mà nhanh quá thì có thể nó sẽ tạo nên những nhiễu, người ta gọi là cái aliasing. Doppler màu cũng vậy, nó cũng sử dụng cái nguyên lý của Doppler xung, khi mà nó được mã hóa trên hình ảnh 2D để tạo thành màu, và nó biểu hiện được cái hướng dòng chảy. Hướng thường đang quy định là cái hướng mà chạy về cái đầu dò, hướng dòng chảy về đầu dò thì nó sẽ là màu đỏ, còn hướng ngược lại là màu xanh. Nhưng tuy nhiên trong cái chuyện mà mình sử dụng Doppler, mình có thể đảo cái chuyện màu nó lại. Tuy nhiên người ta cái việc mà đảo như vậy nó người ta cũng không khuyến cáo là nên để cái một cái chuyện mà theo đúng cái nguyên tắc đó, để cái người khác ta nhìn vô ta hiểu được. Doppler năng lượng thì nó cũng là cái Doppler màu, tuy nhiên nó chỉ có mã hóa nó có một màu thôi.
cái chính vì cái chuyện mà hóa màu vậy cho nên khi mà nó sẽ đánh giá được những cái độ nhạy nó sẽ tốt hơn cái Doppler màu và nó tránh được cái hiện tượng aliasing. Tuy nhiên khi nó có một màu thì mình sẽ không xác định được cái hướng dòng chảy. Thì để phân tích một cái Doppler thì ngoại trừ cái Doppler màu, cái Doppler xung là những cái Doppler mà mình thấy trên cái hình ảnh 2D, nó được phổ ra hình ảnh 2D, thì cái những cái Doppler xung thì nó sẽ tạo nên cái hình ảnh xung ở cái phần một phần của phần của cái màn hình hiển thị, thì nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh xung. Thì hình ảnh xung này nó sẽ dựa trên, nó có nhiều cái dạng xung của mọi mạch máu khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì nó sẽ có, thường nó sẽ có một cái sóng tâm thu, một sóng tâm trương tượng trưng cho những cái chu kỳ của cái tim, và từ những hai cái sóng này người ta có thể đưa ra một số cái chỉ số Doppler. Cái chỉ số Doppler đối với một số cái chuyên khoa khác thì nó cũng không quan trọng lắm, mà đối với sản phụ khoa thì những cái chỉ số Doppler này nghiên cứu rất là nhiều và được ứng dụng rất là nhiều trong cái siêu âm sản phụ khoa. Thì chỉ số Doppler mà thường gặp nhất một số trước đây ta thường sử dụng nhất đó chính là cái ARI, thì nó được tính bằng cái sóng tâm thu trừ sóng tâm trương chia cho sóng tâm tâm thu. Đối với cái chỉ số thứ hai là chỉ số PI, thì nó được bằng sóng tâm trương trừ cho cái sóng sóng tâm thu trừ cho sóng trương và chia cái trung bình của cái thời gian sóng này. Và cái ba là SND thì dựa trên chỉ lấy cái sóng tâm thu chia sóng tâm trương thôi. Thì ngoài ra nó còn một số cái chỉ số khác nữa, tôi không nhắc đây, nó còn chỉ số A trên B, một số chỉ số khác nữa thì mình không nói đây tại vì nó không phổ biến lắm. Thì ba chỉ số này về cơ bản thì nó giống nhau đó. Có nghĩa là nó cùng là một cái phổ thôi, mình phân tích nó bằng ba chỉ số nhưng mà cái ba chỉ số này nó khá là giống nhau về cái ý nghĩa. Tuy nhiên một số cái mình cũng lưu ý là tại vì một số cái thì đối với cái RI này, ví dụ như là trong cái trường hợp mà thai nhi bị mất cái sóng tâm trương thì dẫn đến là cái sóng D bằng 0 và SGS nó sẽ tiến bằng 1. Và khi mà cái sóng cái để nó đảo ngược cái sóng này thì nó sẽ, nói chung là khi mà cái sóng 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 D mà nó bị âm, nó bị 0 bằng 0 thì nó sẽ, cái chỉ số RI sẽ không có rõ ràng, biểu thị rõ ràng cái tình trạng của thai nhi. Trong khi cái ngoài ra thì có một số ngoại, đây là sóng động mạch rốn, nhưng mà một số cái sóng khác nó có nhiều pha hơn, ví dụ như là sóng phóng tĩnh mạch hay những sóng động mạch tử cung thì nó có nhiều pha hơn, thì cái sóng RI này nó chỉ có cái sóng S sóng D rồi, cho nên nó không thể biểu hiện hết được cái hình ảnh của cái chỉ số của nó rõ ràng đúng như là cái chỉ số pi. Chỉ số pi thì nó ngoại trừ nó có sóng SND, nó có cái sóng trung bình, nó là tính trung bình của nguyên cái chu truyện, ngay cả khi mà nó có cái khuyết tiền cận trương hay là có những một cái sóng khác nữa thì nó cũng vẫn có tính vô trong cái chỉ số này. Vì vậy hiện tại người ta thích sử dụng cái chỉ số pi hơn, và đa số những cái bạn mà tham khảo hiện tại thì đa số người ta sử dụng chỉ số pi. Và cái chỉ số pi này nếu mà thường bây giờ người ta thường người ta ví dụ như là mạch rốn, mạch não dừa, mạch tử cung thì ta đo, thì ta sẽ sử dụng một cái chỉ số duy nhất thôi, người ta sẽ không sử dụng là chỉ số động mạch rốn là RI, não dừa là PI, là tử cung là SD, vân vân. Ta sẽ không sử dụng mỗi cái một cái mà ta sử dụng một cái duy nhất là chỉ số PI thôi. Cho nên các chị lưu ý, tại vì tôi thấy có một số cái siêu âm ở những cái nơi khác đó, thì ta sẽ sử dụng hơi lạ, ví dụ như động mạch rốn thì sử dụng SND, động mạch não dừa thì sử dụng RI, vân vân. Thì nó sẽ làm cho nó sẽ không có khó đó, khó theo dõi. Hoặc là một số nơi ta sẽ thông báo luôn cả ba cái chỉ số luôn, SND, RIP. Thật sự thì cũng thông báo báo càng nhiều càng tốt, nhưng mà thông báo nhiều quá thì đôi khi nó sẽ làm rối. Và đôi khi tại vì đo như vậy á, mặc dù như vậy nhưng mà mỗi cái chỉ số này có một độ nhạy đặc hiệu riêng. Vì vậy khi các anh chị thông báo cái chỉ số này có thể bình thường nhưng mà P lại bất thường, hoặc là cả hai chỉ số là bình thường nhưng mà SCD lại bất thường, thành ra rất là khó giải thích. Và mình có tới ba động mạch rốn là dựa vào cái động mạch tử cung,
từ khi chỉ số này bất thường, chỉ số này bình thường cho đến đây, rồi cái động mạch khác thì nó cũng vậy, nó sẽ là rất khó để mình báo cáo trên cái kết quả siêu âm. Vậy tốt nhất các anh chị sử dụng một cái ha, một cái thôi, và khuyến cáo là nên sử dụng B, tại vì giờ hiện tại rất là nhiều các bạn tham khảo trên cái chỉ số B. Việc đo Doppler thì mình cũng phải đáp ứng một số cái điều kiện mà cơ bản của cái tình trạng của thứ nhất là điều kiện về cả em bé và của thai phụ. Thì thức sức khỏe của em bé thì phải sức khỏe của bà phụ nữ thì phải ổn định, có nghĩa là trong trường hợp mà bà mẹ đang bị có tình trạng gì đó suy hô hấp hoặc là những cái tình trạng tụt huyết áp vân vân, thì cái chuyện đo Doppler nó sẽ chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái chỉ số Doppler của em bé, và cái việc đó mình cũng không nên. Ví dụ như trong trường hợp mà bà mẹ đang có tình trạng tụt huyết áp thì mình cũng không nên đo, tại vì chắc chắn gần như chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số động mạch của em bé, và nó cũng chưa chắc nó biểu thị rõ ràng là do em bé bị mà do cái mạch máu nuôi của bà mẹ nó ảnh hưởng đến. Cho nên tình trạng của siêu âm Doppler, một loại siêu âm mình không cần thiết siêu âm ngay lúc cấp cứu, lúc bà mẹ mà chưa ổn định về cái sinh huyết áp hay là cái sinh hiệu thì cũng không nên làm Doppler làm gì. Còn cái thứ hai nữa, em bé thường phải yên tĩnh ha, có nghĩa là trong lúc mình làm đo Doppler thì em bé phải nằm yên, không có cử động thở, không cử động lắc qua lắc lại, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sóng Doppler. Và về mình phải đáp ứng cái tiêu chuẩn về cái ALARA, có nghĩa là càng tránh, tại vì những cái sự Doppler này nó ảnh hưởng, nó sẽ tạo nên nhiệt, tạo nên những cái biến đổi trên những cái biến đổi sinh học trên cái do sử dụng cái Doppler. Vì vậy cái khuyến cáo của ISO, chúng ta sẽ khuyến cáo là mình không có để cái việc cửa sổ Doppler mình đánh mình sử dụng cái Doppler quá lâu, thường là quá 5 phút, và tổng thời gian thực hiện không quá 40 phút, đừng có thực hiện quá lâu thì nó có thể ảnh hưởng, có nghĩa là 5 phút có thể nó tăng đến một độ C trên cái vị trí mà mình lấy mẫu, thì người ta cũng có thể khuyến cáo là không nên thực hiện lâu vậy. Và trong cái đó thì ISO cũng khuyến cáo là mình sẽ đối với cái Doppler xung thì mình phải chỉnh cái độ lọc hành thấp, thường là khoảng dưới 100, thì hồi xưa ta khuyến cáo dưới 100 nhưng mà theo cái guideline mới nhất của ISO thì ta nói là khoảng dưới 50, 60 Hz. Và tần số lọc thì mình không có chỉnh cho quá nhiều sóng, mà mình chỉ chỉnh khoảng chỉ 4 đến 6 sóng thôi. Tại vì khi mình chỉnh quá nhiều sóng thì cái độ phân giải sóng rất là thấp, và khi mình đo đạc trace thì nó không có rõ ràng, nó không có ra cái chỉ số rõ ràng được. Mình chỉnh cái gain phù hợp để tránh cái trường hợp mà bị nhiễu nhiễu quá, và mình chỉnh cái PRF đúng để tránh cái hiện tượng đục ngầu. Thì dưới đây là những cái hình ảnh mà mình sẽ phải làm. Đây mình chỉnh cái độ lọc thành phù hợp nè. Khi mình cái độ lọc thành mà không phù hợp đó, các chị sẽ thấy nó bị mất cái khoảng phía dưới đây, mất cái khoảng tín hiệu phía dưới. Và khi mình chỉnh cái độ lọc thành đúng đó, thì cái khoảng tín hiệu dưới mình sẽ thấy được cái độ lọc thành nó sẽ là lọc đi những cái sóng, những cái tín hiệu sóng có vận tốc thấp dưới 10 nè, dưới 10 cm giây thì nó sẽ lọc đi mất. Và khi mình chỉnh đúng cái độ lọc thành dưới 100 thì nó sẽ cho ra cái sóng rất là đầy đủ. Cái tần số lọc thì mình chỉ nên chỉnh cái tần số lọc để cho cái sóng khoảng từ 4 đến 6 sóng, thì cái đây là một cái hình ảnh một cái tần số lọc rất là cao, nó tới chắc cũng phải mười mấy 20 sóng đây. Thì tốt nhất là mình nên chỉnh cái tần số lọc khoảng chừng 4 đến 6 sóng, thì ở đây chỉnh cũng hơi nhiều, nhưng mà cái việc chỉnh cái số sóng nó thấp đi thì đồng nghĩa với lại cái sóng nó sẽ bự hơn, nó rõ ràng hơn, và khi mình đo đạc hay gì đó trên đây thì nó sẽ chính xác hơn. Mình chỉnh cái gain nó phù hợp. Trên gain phù hợp là khi mà mình đây là một cái chỉnh gain phù hợp thì mình sẽ không thấy cái màng xương phía sau của cái đó. Cái màng xương phía sau này là do khi mình chỉnh cái gain, lúc mình đo mình chỉnh gain nó quá lớn thì nó tạo cái màng xương vậy. Màng xương này thì thật sự nó cũng không gây khó chịu gì, nhưng mà nó sẽ khi mà mình sử dụng cái chế độ mà đo tự động, nó sẽ có thể làm nhiễu và nó tạo nên những cái mình nó đo đạc với những cái phần nhiễu của mình, và chính vì vậy nó sẽ làm sai cái chỉ số Doppler. Rồi đó là một cái số cái thông số cơ bản mà mình phải biết trước khi mà mình thực hiện Doppler. Thì giờ tôi sẽ nói thêm về cái kỹ thuật mà đo từng cái động mạch. Thì bữa trước trong cái bài về
Song thai thì như có bạn nào thắc mắc về cái chuyện đo cái Doppler của động mạch não dừa đúng không? Thì đây chia sẻ nói thêm. Thì mình như mình biết á, thì động mạch của những cái thai nhi thì đa số mình sẽ tập trung chủ yếu là giữa cái tuần hoàn, giữa cái bánh nhau và cái quai dây rốn và lên tim và lên cái não. Thì ở cái bánh nhau thì bắt đầu mình sẽ có hai cái động mạch mà mình quan tâm, người ta gọi là cái động mạch và đi qua bánh nhau á, thì gồm có động mạch tử cung ha. Mà tử cung là cái động mạch thuộc bánh nhau nhưng mà nó về phía bên mẹ. Và cái động mạch thứ hai của thuộc bánh nhau, người ta cũng gọi thuộc bánh nhau á, thì nó là động mạch rốn ha. Động mạch rốn là mặc dù nó nuôi thai nhi mà thuộc, nó gọi là thuộc bánh nhau và thuộc về thai nhi. Và cái động mạch rốn nó sẽ đi qua qua cái nó gọi vô vào bụng bé và nó chia ra làm một cái tĩnh mạch rốn. Nó thì tách ra nó sẽ gồm có cái tĩnh mạch rốn đi lên gan và qua ống tĩnh mạch. Ống tĩnh mạch là cái nơi mà nó sẽ điều phối cái lượng máu lên trên tim. Nó là một cái đường đi bypass đưa lên tim. Tại vì ngoại trừ cái máu vô gan nó sẽ qua những cái tĩnh mạch gan mà nó vô tĩnh mạch dưới, nhưng mà nó sẽ qua một cái hệ thống, một cái đường tắt, đó chính là cái ống tĩnh mạch, và nó cũng trở về tim luôn. Thì cái ống tĩnh mạch đây là một cái cửa sổ, một cái nơi mà nó có thể điều chỉnh cái lượng máu để về cái tim. À, ngoài ra thì cái này là hai cái động mạch rốn thì nó sẽ trở về kia thì không nói. Thì cái máu nó về tim thì nó sẽ được bóp lên lên kia. Thì ở đây mình sẽ có một cái đúng là mình thường sử dụng, đó chính là cái có thể sử dụng. Hiện tại thì người ta cũng không có khuyến cáo lắm cái động mạch này, đó chính là cái động mạch chủ, cung động mạch chủ, đúng là cung động mạch chủ. Thì nó biểu hiện cái sự đáp ứng trên tim của em bé. Khi mà em bé nó bị thiếu máu ở từ bánh nhau thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến, một là ảnh hưởng đến cái tim ha. Tim thì nó sẽ đáp ứng tim bởi cái động mạch cung động mạch chủ, và cái động mạch nữa là cái khi mà máu đưa lên trên não thì nó sẽ tạo, nó sẽ vô cái động mạch não dừa, và cái đáp ứng trên não của động mạch não dừa cũng chính là cái đáp ứng của em bé. Và một cái đáp ứng nữa đó chính là cái ống tĩnh mạch, như này tôi nói nó là một cái cơ quan điều phối lượng máu cho thai nhi. Thì khi mà ảnh hưởng đến huyết động, đến những cái oxy máu trong máu của em bé và dinh dưỡng em bé, thì nó sẽ ảnh hưởng đến ba cái mà mình cần quan tâm, đó chính là cái tim, não và cái ống tĩnh mạch. Thì đầu tiên nói về cái động mạch tử cung, thì nó là cái đánh giá này, tôi nói đánh giá của bánh nhau ha, về phía mẹ. Thì cái mục đích của đo mạch tử cung này thì nó có hai thời điểm mình thường đo. Thì thường đo ở cái 80 thứ nhất và 80 thứ hai, thứ ba. Thì 80 thứ nhất chủ yếu là mình tầm soát tiền sản giật. À, tầm soát tiền giật. Tất nhiên cái tầm soát tiền giật này nó có thể nó mình có thể mở rộng lên một số cái nơi người ta còn tầm soát cái cả cái thai chậm tăng trưởng, cũng như là tầm soát của thai lưu ở trong cái 80 thứ nhất. Tuy nhiên mục đích cái việc mà can thiệp được đó, chủ yếu là cái tiền sản giật ha. Tiền giật, cho nên cái tầm soát của cái 80 thứ nhất là chủ yếu ở cái tiền sản giật. Nó giúp ích gì nhiều trong cái chuyện mà giảm cái tỷ lệ tiền sản giật, cũng như là giảm cái cục biến chứng xấu. Vì vậy chủ yếu ở đây mình 80 thứ hai, thứ ba mình có thể đo cái đúng là tử cung này, chủ yếu là để thứ nhất là để biết được người phụ nữ này, thai phụ này có thể dễ có những cái biến chứng xấu của thai kỳ, dễ có những cái kết cục xấu, ví dụ như thai chậm tăng trưởng, tiền sản giật, hoặc là có những thai lưu, hoặc là có những cái biến chứng xấu. Thì mình chủ yếu là để tăng cường cái chuyện mình theo dõi. Ngoài ra thì cái bất thường của động mạch tử cung ở cái giai đoạn 80 thứ ba, thứ hai, thứ ba, nó cũng là một trong những tiêu chuẩn chẩn đoán là thai chậm tăng trưởng đối với những cái thai nhỏ dưới bánh bị thứ 10 thôi. Thì bất thường động mạch tử cung thì nó cũng là một cái yếu tố để mình góp phần trong cái chẩn đoán thai chậm tăng trưởng sớm. Và ngay cả khi mà cái thai ở cái tuổi thai mà nó thai chậm tăng trưởng muộn á, thì những cái bà mẹ mà có bất thường của động mạch tử cung á,
thì nó cũng sẽ có những cái tiên lượng xấu hơn, cho dù bà mẹ này có tiền sản giật hay là không có tiền sản giật vậy, thì cái đối tượng mà tử cung cũng tiên lượng cho bà mẹ này nó là một cái thai kỳ có những cái nguy cơ. Và cái bất thường mình nên kết luận khi một là cái AP của động mạch tử cung lớn hơn mấy từ 95 hoặc là có khuyết tiền tổn thương ha, thì hai cái bất thường này đều là một bất thường mà mình để ý. Tuy nhiên cái bất thường AP lớn hơn 95 này thường được hiện tại thường được sử dụng hơn. Lý do là tại vì những cái bất thường của cái này nó mang tính là đặc tính lập tốt, tại vì khi mình đo bất thường thì sau đó nó cũng sẽ thường thường sau đó thì cái người khác đo lại nó cũng bất thường. Tuy nhiên cái khuyết tình tổn thương này do cái suy luận chẩn đoán của nó không có rõ ràng lắm, cho nên thành ra là có người thì nên thấy cái này là khuyết tiền đình trương này, thấy người đình trương có người thì nói không nên phải khuyết tiền đình trương, vâng, thì nó làm cho cái chuyện tích lập nó cũng có tốt lắm, mặc dù hai cái này độ nhảy nó cũng tương đương nhau thôi. À, tất nhiên cái khuyết tiền đình trương này thì cái dương dạ nó hơi cao hơn so với cái việc mà mình nói là cái AP nó lớn hơn 95, thì cái độ nhảy hai cái này thì tương đương nhau nhưng mà cái độ đặc hiệu của cái khuyết tiền trương này nó không bằng, cho nên thường là hiện tại người ta khuyến cáo là nên chỉ kết luận cái khi mà lớn hơn 95 thôi. Thì kỹ thuật đo thì nó được mô tả rất là kỹ trong y văn. Thì đối với tạm người thứ nhất á, thì mình sẽ đặt đầu dò ở giữa bụng và mình nghiêng qua, mình nghiêng cái này là nghiêng ha, chứ mình không có kéo qua, nghiêng qua hai bên, nghiêng cái đầu dò hai bên để mình kiếm được mặt tử cung. Và khi mà mình thấy có một cái dòng chảy nó vượt ngược mà chạy gần gần cái cổ cung đó, thì mình sẽ đo cái vị trí đó. Và cửa sổ Doppler là sẽ 2 mm và cái góc siêu âm là sẽ dưới 30 độ, và mình phải bắt nhất và liên ba sóng liên tiếp mà cái vận tốc trên 60 thì mình mới chấp nhận cái phổ đo đó. Còn đối với tâm người thứ hai thứ ba thì mình sẽ kéo đầu dò qua hai bên tử cung, cái này lúc này thì mình kéo ha, cái này mình nghiêng thôi, nghiêng có nghĩa là mình không di động cái vị trí của đầu dò, nhưng mà mình sẽ lắc nghiêng hai cái đầu dò qua hai bên. Thì động mạch tử cung là cái động mạch bắt chéo, động mạch chậu, và mình sẽ đo ở cái vị trí sau vị trí bắt chéo khoảng 1 cm. Thì đây là hình ảnh của đo cái động mạch tử cung ở đám người thứ nhất đó. Mình sẽ đo khi mình nghiêng đầu dò qua, mình sẽ lấy một cái mạch máu nó này nằm sát cái cổ cung, mình đo, mình có thể đo này là đo cái đo theo chiều 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 dọc, mình có thể mình quay ngang đầu dò lên lại mình cũng đo cũng được, hoặc là đo từ cung bằng cái ngã âm đạo cũng được. Thì cách đo của tấm gương thứ hai thì mình sẽ kéo cái đầu dò qua đến khi chỗ bắt chéo, đây là cái mạch chậu với lại cái mạch tử cung, thì mình sẽ đo ở cái vị trí sau cái chỗ bắt chéo này một khoảng 1 cm, đo vị trí này. Thì ráng cố gắng mình sẽ chỉnh cái sóng Doppler nó sẽ phải song song với cái này, và cái cửa sổ nó khoảng 2 mm thôi. Đó là cái động mạch tử cung ha. Thì ngoài ra thì đây một cái động mạch tử cung nó đa số là mình sẽ thực hiện bao nhiêu lần trong thai kỳ, thì thực hiện giống như vậy tôi nói là mình sẽ theo cái mục đích của mình. Đối với tâm người thứ nhất thì mình chủ yếu là mình tầm soát sự giật, còn đối với tâm người thứ hai thứ ba thì chủ yếu là mình để mình xem cái nguy cơ của thai phụ này có nhiều nguy cơ hơn không. Đối với những trường hợp mà có nghi ngờ, ví dụ như bệnh nhân có những cái lý là em bé nhỏ này, bệnh nhân có những cái bệnh lý khác về nội khoa, thì mình có thể mình chỉ định thêm làm cái Doppler của một tử cung để mình đánh giá xem cái bệnh lý đó nó có thể ảnh hưởng nguy cơ gì đến cái chiều phát triển thai hay không. Thì nên thực hiện gì, nên đối với tâm thứ hai thứ ba thì mình chỉ nên thực hiện đúng một lần thôi, lần nếu có bất thường thì nó thường, nếu không thì nó không bất thường. À, và thường cái thời điểm mà sau mình nên thực hiện là sau khi mà cái vòng tuần hoàn của thai nhi nó thực nó được hoàn thiện, nghĩa là khoảng từ 20 năm 6 rồi 5 6 tuần thì mình thực hiện thôi, chứ còn cũng không nên thực hiện trước 20 tuần, 18 tuần hay mười mấy tuần thì mình không nên. Cái thời điểm mà thực hiện thì nên là sau 20 tuần đối với năm người thứ hai thứ ba, còn đối với năm người thứ nhất thì mình vẫn làm theo FMS
có nghĩa là từ 11 tuần cho đến 13 tuần 6 ngày. Ơi, động mạch rốn đó là một Doppler rất là quan trọng ha. Nó là Doppler dành cho theo dõi cái sự tăng trưởng của thai nhi. Nó rất là quan trọng tại vì nó là một cái duy nhất, một động mạch duy nhất là được chứng minh là khi mà mình sử dụng cái Doppler này á, thì mình có thể cải thiện được kết cục thai kỳ đối với những thai chậm tăng trưởng. Có nghĩa là mình có thể sử dụng rất rất nhiều cái loại Doppler, nhưng mà cái Doppler mạch rốn này nó là một Doppler mà mình nếu mà ứng dụng nó mình có thể giúp cải thiện được cái việc xử trí cái chạy thai chậm tăng trưởng. Còn những cái Doppler khác thì mặc dù mình xài vậy nhưng mà nó chưa có ai chứng minh được nó là một cái Doppler khác nó giúp cho cái việc cải thiện được mà Doppler mà đúng là một Doppler mà được chứng minh là cải thiện cái điều trị của thai chậm tăng trưởng. Thì nó là đánh giá của một người đánh nhau ha, về phía con thì cái thời điểm thực hiện thì mình cũng thực hiện vào tháng 10 thứ hai thứ ba để theo dõi cái thai chậm tăng trưởng. Thì bất thường của nó khi là cái pi nó lớn hơn mắt vị trí 5 hoặc là mất hoặc đảo ngược sóng tâm trương, thì đây là hai cái giai đoạn nặng của cái tình trạng bệnh. Thì bình thường ở tám nhất thì mình sẽ không bắt được cái sóng tâm trương của mạch rốn vì nó sẽ là cái sóng không có sóng tâm trương, tại vì do sóng tâm trương quá thấp nó không thể bắt được. Đối với cái đầu tám thứ hai thì mình bắt đầu bắt được cái sóng tâm trương, nhưng mà cái kháng trở của cái động mạch rốn ở đầu tám thứ hai cũng rất là cao. Bắt đầu dần dần và 80 thứ ba thì mình sẽ bắt được cái sóng tâm trương mạch rốn, và lúc này thì cái kháng trở dần dần ở 3 tháng cuối nó bắt đầu giảm dần. Và những cái giai đoạn của cái tiến triển của Doppler nó cũng sẽ thay đổi. Đầu tiên là cái động mạch rốn bình thường, sau đó thì sẽ tăng kháng trở mạch rốn và sau đó mất sóng tâm trương của động mạch rốn và hoặc là đảo ngược sóng tâm trương mạch rốn. Đây là những cái giai đoạn tiến triển của một cái thai chậm tăng trưởng, thì nó cũng nó sẽ diễn tiến theo thứ tự như vậy. Và cái trường hợp mà mất hoặc đảo ngược sóng tâm trương là một cái trường hợp mà báo hiệu là thai nhi đã có thiếu oxy, và hai cái trường hợp này đều là cái chỉ định để chấm dứt thai kỳ. Tất nhiên là cũng tùy thuộc vào trong cái chấm dứt thai kỳ, chấm dứt thai kỳ này là chấm dứt thai kỳ ở cái giai đoạn nào thôi, nhưng mà đây là hai cái thời điểm, là hai cái mức độ Doppler mà mình phải cần quan tâm và phải có cái điều trị. Thì vị trí đo của rất là mạch rốn thì mình thường theo sự khuyến cáo á, thì đối với đơn thai mình có thể đo ở bất cứ vị trí nào, mà thường mình đo nên đo ở vị trí tự do, cái dây rốn tự do, tại vì khi mình đo vào gần cái bàng quang á, khi gần bàng quang thì cái kháng trở nó sẽ cao hơn, và khi đo ở gần cái vị trí mà nó cắm vô đánh nhau thì cái kháng trở nó sẽ giảm đi. Vì vậy trong cái việc mà đo đạt bình thường á, có nghĩa bệnh nhân đến khám mình nên đo vị trí tự do, vị trí rốn tự do. Tất nhiên là trong những trường hợp, một số trường hợp mình sẽ thay đổi vị trí đo. Ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân được theo dõi liên tục trong một cái khoa sản bệnh hay là một khoa mà có điều trị thai chậm tăng trưởng, mình sẽ nên cố gắng mình đo ở cái vị trí mà người ta cái vị trí một một mình chọn một cái vị trí mà mình theo dõi để đánh giá cho nó, lần sau nó sẽ để mình biết được cái lần sau mình cũng đánh giá ở vị trí đó thì mình nên chọn cái vị trí thôi, không có không không nên chọn đo ở một cái nơi mà mình sẽ về sau mình sẽ không nên đo lại được. Với đúng tự do thì mình gọi là bắt sang đúng đó. Cho nên khi mình đo lần này thì lần sau có thể mình bắt không đúng vị trí này. Cho nên đối với thai chậm tăng trưởng thì và theo dõi liên tục đó, thì mình đo nên đo một vị trí, thường người ta sẽ sử dụng cái cũng gần gần cái dây rốn cắm vào bụng, gần vị trí dây rốn cắm bụng. Còn đối với cái trường hợp thứ hai nữa là song thai ha, song thai thì mình cũng sẽ đo cái vị trí gần dây rốn cắm gần bụng, để cho thứ nhất đó là tại vì song thai thì khi hai bé nó nằm và việc mình đo dây rốn tự do nó rất là khó, tại vì mình sẽ không phân khó đôi khi sẽ khó phân định được cái dây rốn này của đứa này hay đứa kia, cho nên việc đo gần cái ở chỗ bụng này sẽ xác định được chính xác được là cái em bé này cái đo Doppler động mạch rốn này là của em bé này. Em khuyến cáo thì bình thường mình sẽ đo là dây rốn tự do, nhưng mà đối với trường hợp mà em bé mà theo dõi liên tục hoặc là trong cái trường hợp song thai thì mình sẽ đo vào cái phần bụng thai nhi. Thì cái cửa sổ Doppler này mình sẽ đặt ngay cái vị trí mà giữa cái động mạch rốn với tĩnh mạch rốn luôn, thì mình sẽ đo được cái phổ sóng của cái
mặt trốn phía trên và cái tầng mặt trốn phía dưới ha. Thì đó là động mạch trốn ha. Động mạch não dựa, mạch não dựa là một cái như tại tôi có nói, nó là một cái đáp ứng về đáp ứng của não về đối với cái động mạch đối với cái sự tình trạng thiếu oxy của thai nhi. Thì cái cơ chế của nó thì chắc là bên bên, bên cái cơ chế thì chắc chắn là cái bác sĩ Luân đã có giải thích với các anh chị rồi. À, thì mình ở đây chủ yếu đó, mình sẽ nói về cái việc đo đạc thôi. Thì cái thời điểm thực hiện mình cũng thực hiện vào 80 thứ hai thứ ba. Thì tại vì 80 thứ nhất đó, thì mình sẽ cũng bắt được cái sóng tâm trương của mạch não dừa. Thì bắt đầu từ 80 thứ hai thứ ba thì mình sẽ bắt đầu thấy sóng tâm trương, và cũng giống như là mà trốn vậy, 80 thứ ba thì dần dần sóng tâm trương nó tăng lên và cái kháng cự nó sẽ giảm đi. Thường mình sẽ đo đạc thì mình sẽ đo một là mình chỉ đo riêng động mạch rốn, động mạch não dừa riêng, hoặc là mình có thể kết hợp với động mạch rốn để mình tạo nên cái chỉ số não nhau CPR, hoặc là chỉ số não nhau CPR, hoặc là ngược lại mình, có nghĩa là lấy động mạch não dừa chia động mạch rốn. Còn có một số trường hợp thì mình có người ta có thể sử dụng chỉ số ngược lại, có nghĩa là lấy động mạch rốn chia động mạch cung, động mạch não dừa thì nó có là một chỉ số khác. Tuy nhiên ở đây chủ yếu là tôi sẽ nói cái chỉ số CPR, cái chỉ số kia là một cái chỉ số ngược của này, thì nó cũng có sẽ có khác biệt hết, nhưng mà thường là ít người sử dụng, cho nên cái CPR với lại CPR này được khuyến cáo được trong cái đánh giá của thai chẩn thận độ 1. Các chị thấy trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của thai chẩn độ 1 và của bác sĩ Long có nói các chị đó, mình sử dụng chỉ số CPR để mình xác định cái thai chẩn thận độ 1 tháng cuối. Thì cái bất thường của cái đối với động mạch não dừa thì thường á, là cái sóng cái P của động mạch não dừa nó dưới bánh bị thứ năm, nó là bất thường ha. À, còn trong trường hợp mà nó lớn hơn bánh bị thứ năm, lớn hơn bánh bị 95 thì tăng cao á, trong trường hợp tăng cao lớn hơn bánh bị 95 á, thì nó là cũng là một cái bất thường đó chứ mà không, thì nó là bất thường. Tuy nhiên cái trường hợp đó thường xảy ra đối với những trường hợp mà em bé nó đã có cái những cái trường hợp mà rất là nặng, em bé nó bị bất thường quá là nhiều của động mạch trốn, động mạch ống động mạch, nó vừa rơi vào cái dạng trường hợp mà mất bù, có nghĩa là khi cái động mạch não dừa nó đã không còn cái đáp ứng bù trừ nữa, mà nó mất đi cái cơ chế bù trừ và nó tăng cao lên, nó sẽ tăng nguồn kháng trợ của động mạch não dừa. Thì lúc đó thì thường là nó xảy ra trước vài giờ em bé mất, cho nên thành ra là cái chỉ số đó nó rất là hiếm xảy ra. Mà mình thường thấy nó trong, nếu mà các chị, nếu các chị đo đạt nhiều, các chị sẽ thấy nó thường xảy ra trong cái trường hợp mà đôi khi mình ấn mạch đầu giờ vô cái đầu thai nhi quá thì nó cũng làm tăng cái kháng trợ này. Vì vậy cho nên cái trường hợp mà không giải thích được, ví dụ như trường hợp em bé kích thước bình thường hoặc là chậm thương lượng nhẹ nhẹ thôi, cũng không muốn đổi một trốn mà có cái động mạch não dừa tăng cao, thì có khả năng đây là một cái dương tính giả của cái động mạch não dừa. Vì vậy thường là cái mình chú ý chủ yếu là đến cái cây của mạch não dừa nó thấp